Đẹp không các bạn? Hello, Cuộc sống Sài Gòn TV xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại là mình đang ở miền Trung, Quảng Nam nha các bạn. Mình về quê ăn Tết thì hôm nay Cuộc sống Sài Gòn TV quay lại những cái hình ảnh về không khí cũng như là giá mai ở thị trấn Nam Phước ở miền Trung thử như thế nào so với Sài Gòn nha các bạn. Mình sẽ cập nhật những cái giá của những cây mai. Ở người miền Trung và miền Nam ấy thì lại thích hoa mai nha các bạn, còn miền Bắc ấy thì lại thích hoa đào. Những cây mai khá đẹp. Hôm nay Cuộc sống Sài Gòn TV sẽ cập nhật những cái hình ảnh đẹp về cái không khí bắn hoa ở đây nha các bạn, và hỏi thăm thử giá cả rồi như thế nào. Cây mai này cũng đẹp luôn, đẹp quá. Nhìn những cây mai. Cây này là bao nhiêu chú? 12 triệu à? Cây này là 12 triệu nè các bạn. Có thế không? Các bạn nhìn thấy cái thế không? Quá đẹp. Cuộc sống Sài Gòn TV cập nhật cái giá mai ở Quảng Nam, khu vực miền Trung cho tất cả các bạn xem nha. 12. Chú, còn cây này cũng 12 luôn hả? Dạ, một cặp 12, còn cây ngoài. Cây ngoài nở đó chú. Dạ. Những cây này thì rẻ hơn chú ha. Dạ. Quay lại hình ảnh bà con bắn bông ở khu vực miền Trung cho khán giả biết. Dạ. Ủa, như cây này là khoảng bao nhiêu chú? Dạ. Mình là nhà vườn của mình là mình trồng luôn hả chú? Mình trồng. Nhà vườn mình gần đây hả chú? Bình Định. Bình Định à? Ủa, tất cả đây là mai Bình Định hết hả? Bình Định. À, từ Bình Định mình đem ra hả chú? À, đây là mai Bình Định nha các bạn. Giống như mình có một số video về mai Bình Định mà mình đã gửi lên cho các bạn đó. Hiện tại là đây là mai Bình Định về khu vực miền Trung, tức là về Quảng Nam nha, ngay chỗ thị trấn Nam Phước nè các bạn. Bà con ai ở khu vực Nam Phước thì cũng có thể là ghé ra ngoài ngay chỗ thị trấn này, tên chỗ khu vực đường Tôn Đức Thắng nè, để mua mai về trưng Tết. Khá đẹp. Bình Định là mình chuyển ra đây là cỡ mấy ngày rồi chú? Mấy ngày rồi mình bắn được mấy? Dạ, từ hôm nay bắn được nhiều không chú? Bắn được. Dạ. Cái này là tùy vào giá của từng chậu hay là? Đúng rồi. Dạ. Rồi các bạn nhìn thấy không? Quá đẹp. Dạ, cho con đi qua. Đây nha các bạn, tùy vào giá cả, nhưng mà ở khu vực miền Trung ấy, thì những cái cây mai cái giá nó rẻ hơn so với Sài Gòn. Ở Sài Gòn ấy thì có cây mai là khoảng 1,3 tỷ hoặc là vài 300 triệu. Ủa, mình có cây mai nào mà bự không? Có nhưng mà không dám đem ra bán được. Dạ, tức là ở trong Sài Gòn ấy, là con mới vừa cũng vừa về đây thôi, thấy trong Sài Gòn là có cây mai khoảng 1,3 tỷ rồi 800-900 triệu. Miền Tây lên, miền Tây lên tí là cái Chợ Lách á, bư mai Bình Chánh, Thủ Đức nhiều. Còn mình đây là chủ yếu là mai miền Trung mình nhiều à. Dạ. Rồi con có đây nha các bạn, mình sẽ quay tiếp nè. Đó các bạn thấy không, những chậu mai giá tùy thuộc vào ở khu vực miền Trung ấy, thì giá mai nó rẻ hơn so với khu vực miền Nam nha. Đó. Khá đẹp. Cuộc sống Sài Gòn TV quay lại những hình ảnh này, những chậu mai nè, tùy vào giá nha các bạn. Khá đẹp. Em quay đi. Đẹp quá. Đó, các bạn nhìn thấy không? Những cái mai khá đẹp. Cuộc sống Sài Gòn TV cập nhật tình hình giá mai ở khu vực miền Trung cho tất cả nè. Nụ rất nhiều nụ nha, cho tất cả anh chị cô chú ở phương xa thấy được, cũng như là bà con ở miền Trung rộn ràng đón năm mới như thế nào nha các bạn. Chú, như cây này là giá bao nhiêu chú? Ủa, cô chú đi đâu luôn hết cả hả? Dạ, 1,8 triệu hả? Dạ. 1,8 triệu. Cô chú là cũng ở trong Bình Định ra hả? Dạ. Vừa quay xài. Dạ, quay, đang quay. Quay sốc không nha. Không sao đâu, mình không khí bà con mình bắn bông hoa ở khu vực miền Trung cho khán giả được biết, cũng như là thấy Bình Định, mai Bình Định vô Sài Gòn cũng nhiều đó. Dạ. là quay lên đưa lên mạng hả? Dạ, đưa lên mạng YouTube Cuộc Sống Sài Gòn TV là thấy cô chú Thoa. Dạ. Cái này là 1.800.000 hả cô chú? Dạ. Đó, đẹp không? Khá nhiều nha. Ở khu vực miền Trung thì cũng khá nhiều mai nha các bạn. À, đặc biệt là Bình Định. Bình Định là xứ sở của hoa mai. Mình có úp cho các bạn mấy clip trước về những cây mai gần 100 triệu đó các bạn. Ồ, đẹp quá. Tới tối 30 Tết mới về luôn á. Dạ. Tối 30 Tết mới về Bình Định à. Dạ. Ở trong Sài Gòn á, ở công viên Hoàng Mai Thụ, Gia Định á, chạy qua trong đó anh. Bà con là cũng người miền Trung mình vô nó nhiều lắm. Dạ. Phú Yên nè, Bình Định. Dạ. Mà qua mai Bình Định của mình cũng vô trong đó cũng nhiều. Dạ. Đi khắp nước á. Dạ, đi khắp nước á. Mai Bình Định mình là đi khắp nước á. Đó là mình bón xong rồi 30 mình về lại trong đó ăn Tết. Dạ. Dạ. Cô chú là ở huyện nào ở trong Bình Định? Con thấy là ở Ăn Nhân á. À, con thấy Ăn Nhân là nhiều. Bởi vì đợt vừa rồi cũng mới ở Ăn Nhân. Khá đẹp. Như cây mai này là bao nhiêu chú? Mai đã chừng 1,5 triệu. 1,5 triệu hả? Giá trong Sài Gòn á, thấy nhiều cây mai đem ra khoảng 1,3 tỷ. Chắc là chỉ có những cái doanh nghiệp người ta thuê đó, mà thuê lại khoảng 90 triệu à, cứ... cái đó thành mai. Dạ. Đó, nhìn các bạn đây. Như một cái mai này mình trồng khoảng bao lâu chú? 6-7 năm hả? Dạ. Dạ, con cảm ơn chú nha, cô chú. Đó, các bạn nhìn thấy không? Bãi mai của các cô chú ở Bình Định nha, rất nhiều. Cuộc Sống Sài Gòn TV quay lại những cái hình ảnh về cập nhật tình hình của giá mai ở khu vực Bình Định. Dạ, thỉnh chứ cho bà con khán giả được biết, cũng như là có thể ra ngoài đây mua những cái chậu mai đẹp. Và hồi qua xuân Canh Tí nè các bạn, thấy không? Thấy các bạn không? À, bên kia thì người ta bắn rất nhiều đồ nha các bạn, đặc biệt là mai tắc nè, cúc nè, rất nhiều. Cuộc Sống Sài Gòn tiếp tục lang thang xem thử tình hình giá mai như thế nào. Mai ở miền Trung á thì đặc biệt là mai Bình Định nha các bạn, bà con không có nè. Ồ, những chậu mai này khá đẹp không? Bà con không có cái giống tiếp tục con dấm chân những cái cây mai to đó các bạn, bởi vì cái mai to thì không ai mua. Mai tiếp tục như mấy cây này thì nó nổ quá đâu ha. Năm á hả? Năm nay mai hình như là mình do biết lắm hay sao? À, ở Bình Định nó sớm rồi. À, vô là mấy? À, tất cả đó nó một lần luôn hả? Nó làm vô nguyên một vườn luôn gì? Thấy ở trong Ăn Nhân ấy, đầu mới vừa ở trong Ăn Nhân về đó, thì thấy nhiều lắm. Chở mua lại mình con ngát thấy chưa, đẹp không các bạn? Rồi chúc các bạn đón một năm mới vạn sự như ý nha. Và